Rồi ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ làm cái gì với chiếc xe của mình? Thì mình mới order một cái bô DBS như đã hứa, thì hôm nay mình sẽ gắn lên xe, mình test âm thanh cho anh em nghe nha. Đó, thì hiện tại là cái xe mình đang đi một cái lon bô LS bụng zin. Xe mình máy móc là có 4 nha anh em. Bây giờ mình sẽ lắp cái bô DBS lên xe. Nhìn quá đẹp anh em ơi, khi mà lên xe thì nó sẽ như thế này ha. Thì cái xe của mình á, là đời 201 cho nên là cái gác chân của mình nó không có cái bát. Bởi vậy mình phải order thêm một cái gác chân mà nó có một cái bát chỗ này để mà mình có thể gắn vào chỗ này anh em. Mình rất là thích cái bụng này. Đó là lý do mình mua cái set bô DBS vì cái bụng này. Cái bụng này là bụng nằm ngang nha anh em. Có nhiều loại là bụng giữa. Bụng giữa là mình phải tháo chân chống đứng và chế cháo dưới này mới gắn được. Còn cái bụng này á, là bụng nằm ngang gắn như zin nha anh em. Rồi ok, còn đây là cái lon DBS. Cái lon DBS carbon. Với cái giá vài triệu cho một cái lon bô như thế này thì mình thấy nó cũng không quá cao cấp anh em, rất là bình thường. Có điều cái logo rất là đẹp. Đồ xịn á, anh em nhìn cái logo rất là đẹp. Còn đồ dởm á, mình nhìn cái logo nó lỏng lẻo lắm anh em. Đó. Thì lon này là lon carbon, ở đây có hai cái chỗ kẹp bắt mấy ốc vô nha. Cái họng của cái bô này á, nó là cái họng titan nha anh em, cái họng ra titan đã lên màu luôn, cái họng titan nhìn rất là đẹp luôn đó. Ban đầu thì mình kiếm một cái họng inox tại vì mình á, mình không có thích màu mè, nhưng mà anh em cũng biết mà, đồ của Thái Lan á, lúc nào cũng màu mè lè lẹt. Bởi vậy mấy ông làm cái họng nè xanh tím đỏ từ lưa hết. Ok, mình thì cũng thích cái gu của mấy anh Thái Lan, bởi vậy mình mới chơi cái dòng xe này anh em. Cái dòng xe này đa số là người Thái rất là thích nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lên xe, mình nổ máy cho anh em nghe thử tiếng bô này như thế nào ha. Bây giờ anh em chờ chút xíu, mình phải chế lên cho nó chắc chắn rồi mình mới nổ máy. Ok, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ gắn một cái set bô DBS lên xe để mà test cho anh em nghe ha. Quá đã. Rồi ok, sau một hồi cặm cụi ráp lên xe thì cuối cùng mình cũng đã ráp được cái bụng bô này lên xe ha. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử âm thanh DBS, xong rồi mình xách xe ra đường mình chạy thử một vòng xem là âm thanh nó như thế nào nha, chạy có được hay không nha. Sang cộ thì mình cũng có chỉnh sơ lại phần gió nha anh em, chứ mình cũng không có chỉnh chuyên sâu vào. Chút xíu bắt dàn áo vô nha anh em. Mình đã tháo cái phần này ra, cái phần bát treo thì mình đã tháo ra, gắn không được anh em, gắn không có được, nó bị đụng quá. Thì mình gắn lại một cái gác chân của Nova đời thấp, bắt một con ốc ở đây. Con ốc ở đây thì nó hơi chặt chút xíu nha anh em, mình phải bắt đi bắt lại và mình sử dụng con ốc này để mình bắt. Nếu mà sử dụng con ốc lớn thì nó sẽ bị cấn, không có bắt được anh em. Thì cái phần này chắc là mình sẽ đi làm lại anh em, mình đi làm cái bát lại cho nó rộng cái lỗ ốc hơn để mà chọt được con ốc lớn qua ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ nổ máy. Wow. Wow. Bây giờ là khoảng 12 giờ mấy trưa, không dám nạt anh em ơi. Cho anh em nghe garanti xíu nha. Đây, đây là cái garanti của nó nè. Garanti nghe rất là dễ chịu anh em, rất là nhẹ nhàng. Âm thanh garanti rất là nhẹ nhàng ha. Nổ rất là ấm anh em. Trời ơi. Má ơi nó phê. Rồi rồi. Mày xong rồi. Garanti nhuyễn không? Garanti đúng nhuyễn luôn anh em. Nhưng mà nạt lên nó phê.
cái này là mình chỉ mới nẹt nửa ga thôi nha, nẹt hết ga là nó ác hơn nữa, nẹt nửa ga thôi mà nó cỡ này. Đã quá. Thôi bây giờ mình xin phép tắt máy nha, tại vì ồn quá, để cho anh em ba mẹ mình ngủ nữa. Nãy giờ quay là mình có xin phép trước nha anh em. Giờ này là giờ người ta nghỉ ngơi mà nẹt vô kiểu này chắc dễ lên phường uống trà anh em ơi. Hay quá, giờ mình xách xe ra chạy thử ha. Phê quá. Nói chung đây mới là cảm giác chạy một chiếc xe hay thì nè anh em. Bình thường mình mượn xe anh em mình chạy toàn là bu nổ không à, ít có ông nào mà đi bu zin lắm, mấy ông anh của mình á. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài cái đoạn nào trống trống mình kéo thử một cái nha anh em. Mình cũng đừng có chạy rác quá, tại vì phải đi chỉnh xăng này kia lại nữa. Cũng giống như xe 4 thì của anh em mà anh em thay bô mà không có chạy dyno á thì nó sẽ hại máy. Má ơi nó phê. Quá đã. Bạn này đi xếp đồ mà mặc đồ full KT luôn, trời nắng mà mặc áo mưa trời. Kéo một cái cảm giác con người mình nó khỏe khoắn hẳn lên anh em. Gắn cái bô này vô là xác định kết thúc tình làng nghĩa xóm nha anh em. Nhưng mà gắn kết tình nghĩa anh em. Mình biết khi mà mình gắn cái bô này vô nhiều anh em phái lắm. Nhưng mà tình làng nghĩa xóm của mình coi như là chấm dứt hết. Còn anh em thì anh em phái đúng không? Thì mình sẽ chọn anh em. À đù. Anh em chạy tour nào cũng hay, tour thấp cũng hay, tour cao cũng hay.
Về âm thanh thì DBS nó là thuộc trong những dạng bô nổ ấm nhất rồi. Nếu mà anh em đi những cái bô tăng khác thì nó sẽ rát hơn, lớn hơn nữa. Đâu cần thiết phải sổ cháy mới đi cái bô này đâu. Mình đi bô sang lửa là có thể đi bô này rồi. Vải trưởng. Ok anh em ha, thì mình vừa mới chạy một vòng về, phải nói là cái bô này nó nổ cực kỳ đã luôn, cực kỳ hay luôn anh em. Đó, nhưng mà nó có một cái lỗi như thế này. Cái lon bô này là lon bô cũ, không phải là lon bô mới, cho nên là trước đây người ta cũng chạy khá là nhiều rồi. Bởi vậy bây giờ mấy con IV nó bị lỏng anh em, nhìn nè. Về tới nhà là mình phát hiện nha anh em, lỏng nè, thấy không? Đó, nó lỏng IV nha. Thì bây giờ mình phải tháo cái bô này ra, mình đem đi bấm lại, làm cho nó kín lại anh em. Nè, nó xì nhớt nè, nó lỏng, nó xì nhớt nè, thấy không? Đó, DBS thì DBS, nhưng mà mua cũ là phải chịu nha. Mình có nói với anh bán bô cho mình đó, thì anh nói là mấy con ốc này là ốc nhôm, chạy một thời gian nó sẽ bị lỏng, bị nhão, mình chỉ việc đi bấm lại là xong. Ổng nói với mình như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đem cái bô này đi bấm lại nha anh em. Bấm lại mấy con IV. Rồi đi về nhà, mình gắn lên xe, mình chơi. 2000 years later. Ok, đã lắp lên xe, cứng cáp nha anh em. Đã fit lại rồi. Thì lúc nãy mình chạy qua thằng cu em của mình để mà kêu nó đóng mấy con ốc này lại. Thì bây giờ cái bô nó đã cứng rồi. Thì cái ốc này nó bị lỏng anh em, ốc zin nó bị lỏng. Mình đóng lại cho nó chắc và nó kín hơn ha. Đó, thì mình đã gắn đầy đủ, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn quá đã anh em ơi. Ok. Ông nhí, ông nhí. Ông nhí về. Thì hôm nào rảnh á, mình sẽ review chiếc Singer này cho anh em xem ha. Còn bây giờ mình sẽ nổ máy chiếc xe mình cho anh em nghe âm thanh một lần nữa. Khi mà đóng mấy con ốc lại thì nó sẽ như thế nào. Theo mình cảm nhận á, thì cái ganti của con này, cái bô này rất là êm. Rất là êm, giống như bô zin vậy á. Khi mà anh em kéo hoặc là nẹt lên nó mới phát. Còn đi ganti là nó cũng tình, bình thường lắm. Anh em nghe nè. Khi mà nạt lên á thì cái âm nó mới hay. Nova đặc trưng xe zin nó đã lớn rồi anh em, chứ không cần thiết phải lên bô tăng. Bô zin nó đã lớn rồi, nhưng mà lên bô tăng á thì nhìn cái xe mình nó gấu hơn. Cái xe này nhìn nó đã gấu rồi, nhưng mà khi anh em đi cái set bô vô nhìn cái xe nó gấu hơn nữa. Đây, nhìn cái cổ bô nè anh em. Cái cổ bô rất là đẹp luôn ha. Đó, đi xuống đây có một cái logo Thái. Ra ngoài này có một cái lon bô. Ok, kết thúc clip. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm cái chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.